Cô hai làm gì sao khó dữ vậy? Cô hai khóc lóc đó chứ. ăn bánh này bánh khóc chứ bánh khọt thì trời. Ủa sao khó dữ vậy? Rồi không xong rồi. Cô hai này lần đầu tiên đổ bánh khọt rồi. Tôi biết rồi. Rồi cô lấy đồ cô quét mở đi con. Kỳ ấy. Ôi.
sống này, sen nó sẽ mọc lên, cái phụ nó nằm trong đó thôi, nó dạng luôn. Cá đẻ quá trời.
Cá này nó có trứng. Cá không bự nhất luôn. Cá này nó có trứng, nó có bọng. Nó lẻ ra gì đó đó. Có trứng gì vậy? Bạn thấy nó đóng dâm nè. Tại nó mốt nó đẻ rồi. Đẻ đẻ bỏ đi nè. Mốt nó đẻ rồi mình bỏ. Đấy nè, tụi mình bỏ nó thấy không? Trời, để nó đẻ mà không gì phải ngắt. Đẻ gì? Con này giống con cá quá à. Mà nó chết meo rồi. Qua. Nó cá bung lên hết nè nè nè. Có chứ.
nên nó bị đóng răng. Hồng đem đi đây luôn. Bên khác thì sao? Hồi nãy em vừa nói là nó bơi dưới cái hơi này. Hồi nãy sẽ độc lại thấy chưa? Ừ. À, đúng rồi. Lịch sự chưa? Đó, nó sống đó, nó còn nhiều. Bụng nó ăn hết bụng với chị nào hết. Tụi tầm miếng cá này nó dồn đó. Cái gì vậy? Miếng cá này ế không? Ế, có cá thẻ nữa. Tụi cá nào mẹ bà? Cái con này mới lớn. Mới lớn, con này đặt trước mà. Về cá đuôi kìa. Dạ, đuôi đó, cá. Nó đẻ nhiều sen rồi. Ừ. Thì những sen này có nước nào mới đẹp? Nó mới theo là dài rất bỏ. Đúng rồi, nó đủ sen. Mấy lá xanh đẹp. Cái lá này nó kỳ lắm. Từ từ nó mới lên đó, nó lên nó mới xanh vậy nè. Nó không nằm dưới nước này nè. Như sao cái này, cái lớn nó mới ra hoa đúng không? Đó, bây giờ mình cộng nước nó xuống nó nằm. À, con gì hết cái ba đứng dưới nằm quá trời. Chuẩn bị làm 8 cái đám giỗ, 9 cái đám cưới. Lặt nhiêu đây nè, người cộng được rồi. Mỗi một cái đám cưới là một cộng. Chứ cái thằng làm gặp đám cưới này nó quay lại được. Mọi người nghe mọi người.
chơi không có gì. Mắt đi ruộng hoài, đi ruộng quay. Người ta đói quá đói rồi mọi người, lập chiếc ăn cơm cũng kiếm rồi, tôi đói quá trời rồi. Đi đi, tôi gặp hết ngày rồi tôi chịu không, kêu mọi người đừng ăn cái này ngon quá đi ăn đi. Hình như châu bò gì ăn cỏ. Ôi mẹ ơi, nó quay đâu mẹ. Tại sao nó bắt cúp cho quay hoài.
Thì mình sẽ bỏ bột vô trong này để mình khoa. Mình nói chuyện vậy là không phải cái thau đỏ này, cái thau này mới đúng nha mọi người. Thau bự hơn. Mình sẽ đổ hết luôn ba bịch. Đột đà. Chị Quỳ của con á. Đợi xíu ra liền. Dạ mọi người đổ lên nha mọi người. Rồi ra liền.
cho lẹ tay để bột nó nhão trộn lên. Làm bánh khọt Cà Mau một trắng. Hỏi gian hỏi dính luôn. Này cũng mình cũng chưa chuyên nghiệp gì lắm nha, còn bị dính. Từ từ mình mới bắt hột được. Mỗi tao nghỉ mệt xíu đi rồi bữa tiếp. Rồi bắt đầu mẹ mình đổ vô mình bưng nữa nè. Đổ nước cốt dừa. Cái này là nước nhì rồi. Nước nhất rồi mẹ mình để lên rồi. Giờ mình bưng nha. Bưng mà cảm thấy mỏi tay thì mình ngưng. Chứ mình đừng bưng nữa là hồi nay nách mình giật giật nữa. Trời ơi. Giờ bưng nữa nè. Bự hơn xíu. Tao nãy nhỏ quá à, đổ lum hết rồi. Tao đi lấy để còn hồi nó không nổi.
luộc cho nó mềm. Chuẩn bị đổ bánh khọt nha mọi người. Đây là đậu luộc chín rồi. Mình lấy cái muỗng lại để mình hòa mình dứt vô. Quay giới thiệu nha cha nội. Đây nước cốt dừa. Đây là bột. Đậu chuẩn bị đổ bánh khọt. Bột trắng nha. Lên nha mọi người, bắt khuôn chuẩn bị đổ bánh khọt nha. Được chưa mẹ? Chưa, để cho chị khô. Chưa khô mẹ ơi. Đây nè, vô đây nè, đâu chảnh được. Thank you.
chuyên viên chạy xuống bánh khọt. Chạy chẳng ai làm nước mắm mà chẳng vậy. Ừ, ừ, khoảng cơm không? Khoảng cơm. Khoảng cơm. Khoảng cơm. Chấm rau, ngó rau chấm. Yeah.
thời gian này nó nóng, nó không thể bị khét. Không như nãy mới mấy cái mới mình lời chụp mát thôi. Không được, cô hai làm gì sao khó dữ, cô hai khóc lóc đó chứ. ăn bánh này bánh khóc chứ bánh khọt thì trời. Mà sao khó dữ vậy? Rồi không xong rồi, cô hai này là lần đầu tiên đổ bánh khọt nè, biết rồi. Rồi cô lấy đồ cô quét mỡ đi con. Kỳ ấy. Lại Auction. Đó. Đó, mấy cục khác ra, đúng rồi. Cái giữa thôi ơi, cái giữa chưa quẹt. Quậy lên. Giữa thôi, nhiều quá. Nửa con nửa thôi, lấy thôi chín. Rồi. Làm là có gì đâu. Hai bánh làm sao á trời. Xanh vô nữa, xong rồi bỏ nước cốt dừa vô nữa. Béo, ngon. Bánh khọt, bánh tay. Quay quay nước dừa bỏ ra. Chưa đâu. Đó, thành phẩm nó như vậy nè. Nghe thấy không? Ngon. Nó sảy luôn. Một. Mấy nước dừa không nha. Đây là mình quê mình lấy bà này lá chuối nha. Tàu chuối mình làm luôn. Nha.
thấy quay phim là hay phải làm cho nó khi mà có tâm chút xíu. Nên thứ hai làm mà ăn lộn sợ không lắm được. Nhớ hỉ mũ nha hai để chảy lòng đó. Mẹ ơi. Chơi mép mẹ. Thôi là phải làm mũi chạy rồng rồng thôi. Ông nội dính vô ớt luôn rồi. Thầy chơi nữa. Thôi đặt để có mùi nước mũi. Hát ghê quá trời luôn mẹ ơi. Nước mắm có mùi được. Có thêm nước mũi. Ghê quá mẹ ơi. Nó ra mùi gì luôn. Sụp tù à. Ây trời ơi. Hình quá. Thì có hộp chanh thì nó hộp chanh miếng bụi. Thì miếng bụi, miếng ớt. Đó. Quay cái đó xong thành phẩm chuẩn bị lên mâm nè cả nhà. Wow, hết sảy ha, thấy dễ rau là chảy nước miếng rồi. Rồi hôm nay làm món bánh khọt miền Tây quê tôi nha, miền Tây Hậu Giang 2024 nha cả nhà. Đó. Rồi mời cả nhà. Hấp dẫn quá. Sảy luôn. Cảm ơn cả nhà thân yêu đã xem và ủng hộ nha. Đây là món bánh khọt và dùng bữa. Mời cả nhà dùng chung nha. Ha du. Mời cả nhà. Rồi sống rồi. Ngon quá. Có chảy nó nhờ.